khí tại Salvador Chavez đang đưa chúng ta đến và bà nghĩ là MU hôm nay là đội hình như thế là rất mạnh. Hay quá. Thường thường mấy cung gia là họ cam chịu. Nhưng mà đối với ba này khác. Cụ bà đặc biệt lắm. Cụ bà đã cao, nhưng mà nói với bà phải nói rằng rất là đặc biệt. TV Samsung 32 inch. Ba vừa mới bắt cá còng năm nay. Thì xem bóng đá. Nhưng khi rảnh rồi không có bóng đá thì ba cũng đây là lấy làm nguồn vui, đưa ra chơi một vài bài cho vui. Ba lại có cái đam mê thích làm thơ cho bóng đá Việt Nam. Ba sướng quá ba. Ba cảm xúc. Lời ca không thể hết cho tấn tài vùng phong, cho việc thắng công vinh với hai bà thắng đẹp. Thương lắm hỡi đồng bào những người yêu bóng đá. Ra về thân rìu rạ. Vào! Ôi! Ra về thân rìu rạ, đầm đìa nước mắt rơi. Hay bạn đấy bà. Chúng ta đi bà thắng 1-0 rồi đấy. Rồi. Rất nhanh. À, đồng hồ à? Ba 72 tuổi. Ba được phiếu sớm là cùng tuổi cùng năm tính ấy. À đấy ạ. À, mà hình như ba có một cái linh tính gì mà cũng phiếu chứ. Vâng. Ví dụ mỗi lần ba suy nghĩ này, phải thay đưa Nani ra gấp. Ba nghĩ như vậy. Thì chỉ có một nhảy mắt ba cảm thấy thằng Nani ra. Thiên về cảnh. Thế ạ. Nhưng còn ông David Moyes này kìa. Ông qua Pelani là tôi đã ông thích rồi. Vâng. Rồi đội hình ra thì ôi trời ơi, ra một cái đội hình mà giống như thằng Archie John nữa, liền xa liền chuyển đá không được. Ông cũng chẳng thấy. Bà nghĩ như vậy nhưng mà đây là bà mong muốn chứ ông đâu biết mối còn biết đâu. Vâng. Trước đến nay là bà thích đội tuyển MU. À. Nhưng mà bây giờ thì sao mà bà thấy buồn? Vì sao thế ạ? Ba thấy buồn là hôm trước mà chủ nhật vừa rồi á. Vâng ạ. Ba mà thua 4-0 một cái là ba đã thấy đau xót rồi. Vâng ạ. À, trận Manchester và Man City đúng không ạ? Sau Rooney đã phạt được một quả. À, Rooney gỡ một bàn đúng không ạ? Gỡ một bàn nhưng mà cũng thấy vui dạo ấy. Vâng. Bởi vì ba thấy cái niềm tin của mình đối với MU xưa nay. Chẳng lẽ mình bỏ giờ chạy sáng xem là tin đội bóng khác. Yêu đội bóng khác thì như vậy là mình cũng trung thủy. Bóng đá nó cũng như tình yêu, phải có lòng trung thủy. Có những thứ tình yêu, sự đam mê tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại giúp cho chúng ta luôn nở nụ cười hạnh phúc bất kể lứa tuổi nào. À, chúc mừng bà nhá, Manchester của bà thắng 1-0 rồi đấy ạ. Bà cũng thấy rất là vui, là hạnh phúc nhất, vẫn là thực hiện được niềm đam mê của mình. Vâng.